Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng. Hôm nay rất là nhiều câu hỏi gửi đến chư Phước Nghiêm để Phước Nghiêm chia sẻ về pháp môn niệm Phật, còn gọi là pháp môn tịnh độ, và mình niệm thế nào cho nó được, cũng như là thanh tịnh vắng lặng, mình niệm thế nào để được đó là nhất tâm, mình niệm thế nào để đạt được đó là đến cái chỗ là cứu cánh viên mãn. Xin thưa quý vị, bởi vì trong 84.000 pháp thì vào thời kỳ mà kiếp dễ tu có một môn niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các nghiệp mê biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về lạc quốc. Nên khi mà sư Huynh Tệ xuất hiện đó thì ngài đều áp dụng qua cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Và cũng chính vì có nhiều người bác về pháp môn này không tin là Đức Phật A Di Đà, không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc và không tin có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nên có một buổi nói chuyện thì sư Huynh Tệ đã cho biết là con nguyện tu thành Phật A Di Đà để mọi người tin có Phật A Di Đà, và cũng cầu nguyện cho mọi người thành Phật A Di Đà. A Di Đà Phật mà đủ hết tất cả. Thì sau khi lời nói đó thì trên trán của sư có hiện lên một cái hình ảnh mà tất cả mọi người liên tưởng giống như là hình của Phật, để cho có đức tin. Thì khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy cả đời đó, ngài cho biết là A Di Đà nhìn xem khắp cõi đang trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên thầy Phật là xương minh pháp môn tịnh độ, vì đó là một cái pháp môn thù thắng. Môn tịnh độ là phương cứu cánh mà ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Cứu cánh tức là gốc gáo, không thể nghĩ bàn được, dễ tu, dễ hành, vệ đắc. Bởi vì dễ tu á là ai tu cũng được, không phân biệt già trẻ, lớn nhỏ, nam nữ, sang hèn, phiên trong nam nữ chợ quê cúi đầu thiện niệm mà trông về Tây Phương, hay là gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp đó. Vì vậy mà ở đây á là phiên trong nam nữ chợ quê cúi đầu thiện niệm trông về Tây Phương. Đức Thầy cho biết là ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ, bá tánh rủ nhau niệm Phật, dễ hành là bất cứ phương diện nào, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nam mô A Di Đà Phật, gán trì tâm tưởng niệm canh thâu mà nằm, đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ gấp gấp, phiên chúng sanh hãy gán tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước. Đó, ở ruộng đồng cũng niệm gì mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Uống nước niệm Phật, uống giàu ăn cơm cũng niệm, chỗ nào cũng tu. Đi đứng thì niệm Di Đà, nằm ngồi thì trì lục tự. Thức thì cũng tưởng A Di, mà ngủ thì cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muốn tìm sang cứ ư hành như thử. Ở chỗ vắng không người cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm Di Đà, đó trăm năm trăm nơm bồ đề cội, nếu tà ý còn sanh, đó bở Phật tâm còn gói, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây Phương một lối. Mà Đức Thầy đã cho biết là cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước. Kiếp đường theo trực chỉ Tây Phương, đến cực lạc tìm nơi an dưỡng kẻ hiền đức, sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà mà khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Nên cái pháp môn này nó dễ hành lắm cô bác em, nó quyển chuyển mà nó linh động. Nên Thầy đã cho biết là muốn niệm Phật là bắt cần sớm tối, tức là không có nói sớm, không có nói tối gì hết. Ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng.
Nên Đức Thầy cả đời thì nói là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước Mà Diệt Nạn Tu Nghị Hữu Thiên Kinh. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Di Đà lục tự gán ghi niệm cho tà quỷ vậy thì gian ga từ gài hay ốm hay đau gán tu đem được Phật vào trong tâm. Niệm chữ Di Đà là tan chướng nghiệp thiền từ thầy rước lại trong bồng. Nó quý chưa quý vị? Nên như vậy mà nó dễ tu lắm, mà dễ hành nữa. Mà đặc biệt có một điều là dễ đắc. Dễ đắc tức là pháp môn này khi mà hành giả hiểu được, tin tưởng, tu tập thì chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc mà hưởng công niệm Phật rất yên lành, tức là đời này kiếp này mình phát nguyện tu hành niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương, hay là niệm Phật để rồi chứng đắc đạo tâm, niệm Phật để rồi tỏ ngộ trí tuệ. À, niệm Phật đến chỗ là giác ngộ, niệm đến cái chỗ là bản lai thanh tịnh cho lòng của mình, nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trược nhiễm chẳng ai. Niệm tới khi nào là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tự tánh mình là A Di Đà, là vô lượng thọ, vô lượng quang, làm chủ được ý niệm sanh diệt, không còn sợ hãi trong cái sự là chết chóc, sống trong trí tuệ tức là vô lượng quang, mà tâm mình tính chính là tịnh độ. Tịnh độ là quốc độ trong sạch, tức là mình không còn tham, không còn sân, không còn si, mà Đức Thầy đã diễn tả là ác trừ xong là hiện ra thiện nghiệp. Lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà ngày sau chẳng mắc. Bởi vì trừ cầu tịnh tam nghiệp xong xuôi, Tây Phương biết đến chung vui Phật đài, tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương. Nên cái người niệm Phật là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả, tu thập thiện dứt được thập ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Mà tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, đó thấy chưa quý vị? Nhưng mà chúng ta niệm Phật làm sao để mình đạt kết quả? Có nhiều người hỏi Phước Kim ơi, bây giờ mình niệm Phật, mình nhiếp tâm, mình để cái tâm mình lên trên trán, hay là mình để trên đỉnh đầu, hay là mình quán chiếu Đức Phật, hay là mình quán chiếu hào quang, hoặc giả là có nhiều người niệm Phật mà thấy mình được lăng lăng, hay là được bay bổng, hoặc giả là thấy được cái âm thanh ánh sáng, thì cái điều đó có tốt đẹp hay không? Cái điều đó là cái điều mà tất cả quý vị tu tịnh độ, quý vị đang hành tịnh độ, và để chúng ta hiểu đúng về pháp môn tịnh độ này, nó cao siêu, nó lý màu, nó đạt đến cảnh giới mà phải nói là chúng ta thấy nó hay không thể nghĩ bàn được, mà Đức Thầy cả đời Ngài đã giới thiệu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo rồi đó, thì Ngài bèn xét ở trong Phật chủng: các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vậy tà, nên quay lộ mà ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng thoát mê đồ, mà dứt cuộc luân hồi. Vậy thì cách mà chúng ta hành đạo, chúng ta niệm Phật đó, thì nó gồm có tứ tướng quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, gán niệm chứ quên không đỡ gì thời khắc. Nhưng mà trong cái bốn cái tướng đó, đi, đứng, nằm, nhưng mà cái tướng ngồi là nó rất là hay, cũng như là để cho mình kiểm soát được câu niệm Phật, để thấy được cái tâm mình. Cho nên khi mà cái sự công phu cúng lại niệm Phật thì Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Phật nhiều ít là tùy theo cái sức của mình. Nhưng mà chúng ta niệm làm sao, cô bác chị em, niệm làm sao để mình không quên, niệm làm sao để mình được là nhất tâm, niệm làm sao để cho mình được phát huệ, thì hôm nay sẵn cái duyên đó thì Phước Kim cũng chia sẻ. Khi mà chúng ta ngồi niệm Phật, đối với người cư sĩ đại gia thì chúng ta ngồi một cách là bán già. Bán già là giống cái giò này đó, mình để lên cái giò này. Còn nếu ngồi thiết già là ngồi diện cơ bác trên, nhưng mà đa số thì ngồi đó là mình ngồi đó là bán già thôi. Nếu ai ngồi thiết già được thì càng tốt, chứ không có
có sao hết. Nhưng mà đa số thì để chúng ta có một cái sự ngồi lâu thì đa số là mình ngồi cái cách là bán già, tức là chân phải mình để lên chân trái và mình ngồi ngay thẳng, tay phải mình để lên tay trái. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ vào cái thờ phá niệm Phật. Bây giờ niệm Phật thì nó có nhiều cách niệm lắm. Ủa tại sao mình niệm Phật mà có nhiều cách? Bởi vì mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Mà có thật cảm thì Phật ngày mới chứng niệm lơ là, Phật chứng vào đâu với người đã rước sông sâu. Không kêu ai cứu mà ai hầu cứu cho, niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật vớt lên cho nên mới niệm tưởng tên Phật ngài. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật là quan trọng nhất là làm sao miệng mình niệm hay là môi mình niệm, nhưng mà tâm của mình phải nghe rõ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc giả có một số quý vị chỉ hành 4 chữ là A Di Đà Phật. Không sao, quý vị tùy theo cái căn duyên, tùy theo cái sự tu tập, tùy theo cái sự mà chúng ta thành cái thói quen, tức là mình niệm 4 chữ hay là niệm 6 chữ. Nhưng mà tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đó, thí dụ như Phước Nghiêm nói một câu thế này: Bồ Tát thì Quan Thế Âm, Bồ Tát thì Đại Thế Chí, Bồ Tát tức là Văn Thù, Sư Lợi, Phổ Hiền, Dược Sư hay là Địa Tạng, vân vân. Phật thì gồm có Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Di Lạc hay là Phật Nhân Đăng, Phật Ca Diếp, vân vân. Nhưng mà mỗi khi chúng ta trì hành tụng niệm thì hay là tán dương đó, hay là xưng tán đó, thì đều có cái từ là Nam Mô, nên mới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô đó là Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Quyền Liên Bồ Tát, Nam Mô Di Lạc Phật, vân vân. Bởi vì cái từ Nam Mô là muốn nói cho cái sự là mình quy y hay là mình cung kính, cứu ngã, độ ngã, quy mạng, kính lễ, nó gồm có 6 cái nghĩa đó. Nên như vậy mà khi mình niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, thì có nhiều cách để mà chúng ta áp dụng để mình làm sao diệt được cái vọng tâm, làm chủ được cái hôn trầm, và mình diệt được cái vô ký. Thì cái người tu tịnh độ nó có 3 cái hiện tượng này thường xuất hiện. Một là vọng tâm. Vọng tâm là gì quý vị? Vọng tâm tức là những cái ý niệm mà chúng ta sống hàng ngày. Mà vọng tâm thì nó có ba cái vọng tâm. Thứ nhất là cái phần thô. Đó, còn gọi là cái hạ niệm, là mình nhớ những chuyện giận hờn, buồn phiền, ganh ghét, đố kỵ, vân vân, những cái điều không được tốt đẹp mà trong khi mình ngồi bắt đầu mình nhớ. Còn cái phần mà chung niệm á, cái chung niệm là mình nhớ những chuyện lặt vặt, chuyện ngày hôm qua, chuyện sáng mơ, chuyện giao tiếp với ông A, bà B, hay là mình nói chuyện với ai, bắt đầu khi mình vô mình niệm Phật, cái ý niệm này nó sanh ra, bắt đầu làm cho mình nhớ mà mình quên tiếng niệm Phật. Đó. Rồi bây giờ cái thượng niệm, cái hạ niệm, cái chung niệm. Rồi cái thượng niệm là gì? Cái thượng niệm tức là mình đang ngồi niệm Phật mà mình nhớ đi làm từ thiện, nhớ kinh giảng, nhớ cái việc mình đang cho ai, nhớ cái chuyện mình đang nghe mười pháp, nhưng mà nó vẫn là ý niệm. Vậy thì hôm nay pháp mình được nghe, trong khi mình ngồi tu nó có 3 cái vọng niệm: hạ niệm, chung niệm, thượng niệm. Thì trong 3 cái ý niệm này chúng ta cần thứ nhất là loại bỏ cái hạ niệm là ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, phiên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Cái chung niệm là chuyện qua sơ mơ, chuyện mình phơ đồ, chuyện mình làm lật vặt, chuyện mình buôn bán, chuyện mình tính toán. Nhưng mà cái này mình cũng cần gác bỏ luôn.
định tâm thần như mặt nước hồ, si với nghĩ, nghĩ si đường lối muốn, niệm Phật bắt cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng, hay là chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ, cho nên mình bỏ luôn, mình quên luôn. Nhưng mà cái thượng niệm là mình nhớ đang ngồi niệm Phật mà bắt đầu tự nhiên mình nhớ câu kinh, mình nhớ câu giảng, mình nhớ đi từ thiện, mình nhớ nói một câu pháp, hay là nhớ nghe một bài pháp thoại, nhớ một câu kinh vân vân, thì cái này mình cần giữ lại trước. Ở tại sao giữ quý vị? Bởi vì trong cái bước đầu tiên mình tu, nếu mình hiểu đúng á, thì tự nhiên mình được tiến bộ. Việc đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Vậy thì trong khi mà chúng ta ngồi niệm Phật, nếu như mình hiểu đúng một nghĩa đó, niệm Phật là niệm cái bản giác, mà niệm Pháp tức là niệm cái sự trơn chánh, còn niệm Tăng là niệm cái sự thanh tịnh. Vậy thì trong cái ý niệm này, mình có thể là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thí dụ bây giờ quý vị mình đang vô ngồi mà tự nhiên mình lại trong tư tưởng mình nhớ một câu kinh, nhớ một câu kệ, hay là nhớ một bài pháp thoại, thì cái này cũng đều tốt thôi. Cái điều này mình nên giữ lại, vì đây là cái ý niệm thiện, đây là cái ý niệm tốt đẹp. Bởi vì việc đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Nhưng mà khi mình chỉ còn ý niệm thiện, chỉ còn thượng niệm tức là ý niệm tốt, trong tư tưởng mình chỉ thấy những cái điều tốt đẹp kinh điển, nhưng mà bắt đầu quá trình tiếp tục mình tu á, mình ngồi niệm Phật, thì chúng ta lại quên luôn chuyện đó. Mình chỉ nhớ hồng danh Đức Phật A Di Đà thôi. Đó, cái này nó đến cái chỗ là theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đà, gặp dịp tu hành niệm Di Đà, gán niệm cho gành thì mới được sống cô tiên thánh. Hay là qua câu Đức Thầy, đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, quý vị, tức là chỉ còn một tâm, chỉ còn có trong lòng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Đó, vậy thì khi mình vô tu, mình tập hết những cái duyên bên ngoài, mình dùng nhiều phương pháp để áp dụng. Thứ nhất là mình có thể niệm Phật trong tâm. Thứ hai là mình có thể niệm Phật theo hơi thở. Theo hơi thở là gì? Tức là khi mình ngồi, bắt đầu mình thấy mình kiểm soát cái hơi thở mình. Mình biết mình thở ra biết mình đang thở ra. Hít vô biết mình đang hít vô. Thì cái này bên nhà thiền, cái người tu thiền cũng đang áp dụng phương pháp này. Nhưng mà người tu tịnh độ đó, nó hay một điều là mình thở ra theo tiếng niệm Phật và hít vô cũng theo tiếng niệm Phật, tùy theo mình phân. Thở ra nhẹ nhàng, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vô, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là thở ra, Nam Mô, hít vô, A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà chúng ta lại theo dõi hơi thở của mình. Thở ra, hít vô. Đó, nhẹ nhàng theo tiếng niệm Phật, thì cái này gọi là thiền tịnh mà song tu. Thì cái phương pháp này nó rất là hay, mà nó rất là mầu nhiệm, và nó đòi hỏi là mình phải tập trung cao độ. Cũng giống như một ngày mà chúng ta có thể quán chiếu được hơi thở của mình, biết mình đang buổi sáng, biết mình đang thở ra hít vô theo tiếng niệm Phật. Buổi trưa biết mình đang thở ra hít vô theo tiếng niệm Phật. Buổi chiều hít vô thở ra theo tiếng niệm Phật. Và trong khi mình ngủ, mình giật mình, mình lại biết mình đang thở ra hít vô theo tiếng niệm Phật. Thì coi như là cái sự tập lâu ngày đó, nó quen rồi thì hiền lương nó quên mất điều tà, đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng. Và có nhiều quý vị áp dụng pháp môn niệm Phật gọi là ký số niệm Phật, tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình điểm 1, Nam Mô A Di Đà Phật mình điểm 2, điểm tới 10, rồi mình từ tới 10 đó mình điểm, nó là Nam Mô A Di Đà Phật 10, Nam Mô A Di Đà Phật 9, Nam Mô A Di Đà Phật 8, điểm cho tới khi tới 1 bắt đầu mình trở lại. Thì khi mình đã tập trung,
khi mình tập trung vào câu niệm Phật để mình quên cái chuyện bên ngoài. Ở bên ngoài có đôi khi người ta ca, người ta hát, hay là tiếng ồn của những con ve, con sầu, con sáo, con chim, mà hoàn toàn mình không bao giờ để tâm. Vì lúc này là mình đang nhiếp tâm, mình trở về với chánh niệm. Chánh niệm tức là tư tưởng chân chánh, muốn thầy nói là chánh tư duy, mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những gì đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều chung chánh mới màu, diệt vui say mèo mã đâu đâu, tạm gác nhớ câu lục tự. Câu chánh niệm thì thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn văn, chứ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy mà niệm cho lấy có. Vậy thì khi mình niệm bắt đầu mình thấy được tiếng niệm Phật mình theo hơi thở, tiếng niệm Phật mình theo thứ tự đó, dần dần bắt đầu là chúng ta quen. Nhưng mà thí dụ như buổi đầu có nhiều người niệm chưa có quen quý vị đó, bởi vì niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông. Lúc chưa thường phục nó còn dao động, tức là mình mới tu thì đương nhiên là nó không có được chánh niệm thanh tịnh là chuyện bình thường. Thí dụ như cô bác mình đang mới tu đây, mình vô ngồi 15 phút hồ, mà trong khi đó mình nhớ không được mấy của Phật, mà mình chỉ nhớ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc không sao. Trước tiên là mình tu tướng trước, tức là cái tướng ngồi của mình đó quý vị, mình tập mình ngồi trước đi cho nó được quen, đừng có bị đau nhức nữa. Trải qua vài tuần hay là vài tháng luôn, đừng gấp, tu hành không có gấp gáp gì hết, cứ tập cho ngồi cho quen. Mình nghĩ gì kệ mày, mà ta cũng đang bắt mày ngồi đó, ta không cho mày xả ra, đúng giờ ta mới cho mày nghỉ. Rồi niệm Phật clip lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, nếu chưa thường phục còn dao động, tức là mình niệm chưa quen nó còn dao động. Nhưng mà khi đã gành quen hết gối cuồng, đức đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nói liền phút cuối sẽ tròn vuông. Dầu thiền, dầu tịnh, dầu muôn pháp tự chủ, nơi tâm ấy cội nguồn. Đức thầy nói là việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai, tất cả là do tâm chúng ta biết đó. Cho nên mình làm chủ được các pháp, làm chủ được nội tâm, làm chủ được ý niệm, làm chủ được pháp môn. Như vậy thì khi mình niệm Phật thì Phước Nghiêm đã trao đổi rồi, nó có những cái ý niệm sinh ra, hạ niệm là những cái tư tưởng không được tốt đẹp, mình còn giận, mình còn buồn, mình còn tham, mình còn sân, mình còn si, thì mình phải thấy rõ ràng. Mà mình thấy, mình biết nó thì mình mới làm chủ được nó. Và khi mình đã làm chủ được nó thì tự nhiên là cái tốt đẹp nó sanh ra. Cho nên khi người tu đó, chúng ta nhớ một điều là cái thiện là nó có sẵn ở trong tâm chúng ta, cái tốt là nó có sẵn trong tâm chúng ta. Chúng ta vốn là thiện, là tốt, chúng ta lúc nào cũng sáng suốt, thông minh. Nhưng mà mình bị ganh ghét, hờn, tham, sân, si, nên vậy mà cái tâm trí tuệ chúng ta không có phát khai được. Tâm thì sáng suốt như đài nguyệt kiến, mà tánh trong như nước bích ở mùa xuân. Cho nên hôm nay mình tu, tức là mài gom trí cho tinh, cho phiết, dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không, thì Đức Di Đà lục đó là Phật tổ ngóng trông chờ sanh chúng tìm nơi diệt khổ. Thấy chưa quý vị? Như vậy thì hôm nay mình khi mình vô tu, đầu tiên là mình thấy được cái vọng tâm. Nên có nhiều người nói Phước Nghiêm ơi, sao mà cớ gì mà vô ngồi cái tự nhiên nó thấy nhớ chuyện hồi xa xưa gì, nó nhớ đủ chuyện mà xả ra nó hết. Xin thưa quý vị, không phải xả ra hết, mà là khi mình ngồi là mình tập trung. Giống như nước nó chảy dưới dòng sông, mình không thấy cặn đâu, tức là mình buông lung đó. Mà khi mình kiểm soát, mình tu tập là giống như nước múc vào lu. Lúc này mình thấy là rõ ràng giữa nước trong và cặn khác nhau. Khi mình vô tu á, mình ngồi niệm Phật, bắt đầu cái A lại gia thức, tức là cái máy quay phim của mình đó, nó quay xấu, quay tốt, quay đúng, quay sai, quay chuyện là thế này thế nọ, đủ thứ. Lúc này bắt đầu nó chiếu ra. Cho nên cái A lại gia thức, tức là cái tâm của mình. Nói cho mình dễ hiểu, bây giờ mình tu, mình chọn lọc cái gì tốt, đẹp, cái gì mà nó mang lại cho tâm hồn mình được an lạc, hạnh phúc đó, trí tệ thì mình chừa lại, còn cái nào mà xấu xa, tốt, giá trị không tốt thì mình bỏ đi. Như vậy thì cái gì phiền não, cái gì mà tham, cái gì mà sân, cái gì mà si, cái gì mà giận hờn nhớ chuyện đâu đâu thôi, mình bỏ hết. Nên thầy nói là việc vui sai mèo bả đâu đâu, phải tạm gác để nhớ câu lục tự đó, trong lòng chỉ còn là có Phật mà thôi đó.
Di Đà lục tự gán ghi niệm cho tà quỷ di thị gian ga, niệm cho tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi nơi dòng bệnh khổ. Đó của bác chị em, bây giờ trước tiên là vọng tâm thì mình chỉ rồi. Nhưng mà đa số nè, ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm nhất tâm không sao xiến ít người. Có không quý vị, tâm như trong trống giữa trời đó. Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu là nhớ ra trước nhất nè, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho khác nào nồi gạo mới do, nhắc lên bắt xuống chứng cho bao giờ. À, như vậy thì hôm nay tiếp theo là tới là hôn trầm. Đa số khi mình vô niệm Phật bắt đầu mình không tập trung chánh niệm là mình bị dễ, tức là ngủ gục, hay là dễ bị buồn ngủ quý vị, mà ngủ trong khi ngủ trong cái trạng thái ngồi luôn, mình không quên, tới hồi giật mình lại là do mình ngủ giấc rồi. Mà xả ra thì nó không ngủ, lên võng nó ngủ, nằm xuống nó ngủ, mà cứ ngồi niệm Phật nó ngủ. Nên quý vị nào mà bị mất ngủ đó, Phước Kim chỉ cho một cách, nếu ngủ không được thì cứ ngồi niệm Phật, mà niệm Phật một hồi là tự nhiên mình ngủ nó ngon liền, cũng hay đó quý vị. Đó, cho nên mình khỏi cần nói chuyện nói tôi ngủ không được, ngủ không được quý vị cứ ngồi niệm Phật đi, cứ nhiếp tâm nhớ niệm Phật nha, đừng nhớ Nam Mô ai Phật, niệm được nửa tiếng đồng hồ, chứ đồng hồ tự nhiên cái mình ngủ nó ngon luôn. Vậy thì khi mình bị hôn trầm, mình phải biết cách để đối trị hôn trầm. Thứ nhất là mình kim can niệm, là mình niệm gáp khua môi, niệm nó nhấp miệng đó quý vị. Nếu cái nơi không có ai thì mình niệm cao thinh, tức là niệm lớn lên, hoặc giả Đức Thầy cho một cái câu niệm thứ hai, tức là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đệ từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đây là 37 chữ mà cũng là Phật A Di Đà, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật là đang niệm cái pháp thân. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật là niệm cái quá thân của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật là đang niệm cái báo thân của Đức Phật A Di Đà. Nên Đức Phật có tam thân là báo thân, là quá thân, là pháp thân, mà chúng ta niệm câu nào cũng liên quan đến Phật A Di Đà. Đặc biệt là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức là 36 vạn ức, nhất thập nhất vạn là 11 vạn, cửu thiên ngũ bá là 9500. Nói cho con số dễ hiểu là 36 vạn ức, 11 vạn, 9500. Mà đồng danh đồng hiệu là đồng hiệu của Phật A Di Đà, tức là quá thân của Đức Phật A Di Đà, mà một ức là 100 triệu thì nói cho mình dễ hiểu là 36.000 tỷ, 11 vạn 9.500 quá thân của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà đó là ngài có 84.000, tức là chân long, nên chúng ta lại dùng cái từ là hào quang chư Phật gọi mười phương. Đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ si từ, nét dấu mà cố công gìn giữ tánh thường lương. Hay là nguyện mười phương chư Phật đấu lai đồng, tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Vậy thì 84.000 chân long, mỗi một cái chân long lại phát sáng ra 84.000 tia sáng đạo hào quang. Nó màu nhiệm chưa quý vị? Mỗi cái đạo hào quang lại đó là quá hiện ra 84.000, tức là Đức Phật. Mỗi Đức Phật lại quá hiện ra 84.000 vị Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát lại quá hiện ra 84.000 vị quá thân Bồ Tát thị hiện mười phương để cứu độ chúng sanh. Cho nên con số này nó tương đối là 36.000 tỷ, 11 vạn 9.500 quá thân của Đức Phật A Di Đà. Nên cái bài, cái câu này là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, tức là thế giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Tam thập lục vạn ức là 36 vạn ức, nhất thập nhất vạn là 11 vạn, cửu thiên ngũ bá là 9.500. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Mình niệm bao bảy chữ này nó dài thì làm cho mình dễ nhớ, để cho mình không bị là vọng tâm, không bị tức là hôn trầm, không bị vô ký. Vô ký là trạng thái mình ngồi tự nhiên cái mình quên mình luôn,
không có nhớ gì hết. Khi giật mình hồi thì mình thấy nó mất thời gian, là trạng thái là quên. Cái quên này là nó thuộc về trạng thái mê, chứ không phải là cái quên trong cái tỉnh thức, cái quên trong cái là thiền định nha quý vị. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật thì mình có cách giống như những người lớn tuổi nói Phước Kim ơi, niệm Phật mình làm chủ được không? Rất là tốt quý vị. Bởi vì trì thủ nhất bá bá diệt tội đẳng hà sa, vĩnh ly tam xích khổ, xích xích bích liên hoa hái hà, thiên xích lãng khổ hải, dạng trùng ba dục thoát lương hồi lộ cấp đảo niệm Di Đà. Như vậy thì mình niệm chuỗi 108 hộp hay là 18 hộp, tức là trì thủ nhất bá bá đó, diệt tội đẳng hà sa. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ diệt tội hằng sa. Rồi bây giờ ái hà thiên xích lãng khổ hải, dạng trùng ba dục thoát luân hồi lộ cấp tảo niệm Di Đà. Ái hà ngàn thước rộng sâu, biển tình trùng điệp khổ sầu ấy ơi. Cho nên muốn thoát luân hồi Di Đà, sáu chữ đứng ngồi đừng quên. Rồi nói mình niệm Phật mình ngồi trên cái bồ đàm, cái tọa cụ hay là cái miếng niệm, miếng mút gì đó được hư phước nghiêm. Xin thưa quý vị nhớ kỹ, khi tu là không còn chấp nữa. Tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tuổi tác, tùy theo cái chỗ mình ngồi nó có mát hay là có quạt gió, có máy lạnh, có niệm, có bồ đoàn hay là có tọa cụ hay là có chiếu, có mền, đều là tốt đẹp cho sự tập hết. Một người tu mà đặt vấn đề này, đặt vấn đề nọ, cấm kỵ không cho thế này thế nọ, hoàn toàn là họ chấp, chấp pháp, chấp cảnh thì không thể nào đạt được cái sự tu hành. Quý vị cảm thấy thoải mái, quý vị cảm thấy an lạc, quý vị cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình được trí tuệ thì cái đó là chánh pháp. Chứ không có cái chuyện là được hay là không được nữa. Tôi thích thì tôi lằn chuỗi nha, tôi không thích thì tôi niệm trong tâm. Rồi có nhiều người niệm ký số, có nhiều người là niệm khua môi, nhép miệng, có nhiều người niệm ra tiếng. Đó, và có nhiều người niệm ba là bốn chữ, có nhiều người niệm sáu chữ và niệm 37 chữ. Tất cả là phương tiện để trở về cái tâm chánh niệm, để đạt được cái là thanh tịnh. Đó, để đạt được pháp môn. Nên Đức Thầy cho biết là về phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm, chẳng dứt về cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc. Phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên nay thành tâm niệm Phật. Nếu niệm một niệm Phật là lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật là niệm là lìa tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nào nhất tâm bất loạn, đến chừng đó lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được nữa. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trược nhiễm chằng ai. Vậy thì thứ nhất là để trừ cái vọng niệm. Một câu niệm Phật là trừ một cái ý niệm, đã lấy câu niệm Phật để trừ cái vọng niệm chúng sanh. Giai đoạn thứ hai là trong lòng có Phật, mình không bắt buộc nó niệm mà tự nhiên nó nhớ niệm, nên gọi là nhất tâm, là tâm mình có Phật, tâm mình có câu Phật hiệu. Nghe quý vị, trạng thái này rất là nhiều người được nha. Thứ ba là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật đó. Bởi vì cái bản lai là cái bản giác, Phật là giác ngộ, phải giác ngộ học theo hạnh Phật, bằng mũi mê xúc vật trần gian, được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng, chát phiền não là hàng địa ngục. Vậy thì khi mình hiểu được Phật là từ bi, Phật là bác ái dị tha, Phật là cứu độ chúng sanh, Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái, Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh giải ghét tích tượng. Như vậy thì Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Phật thì có từ bi hỷ xả. Khi mình niệm đến cái chỗ là bản lai là mình niệm đức từ của Phật. Phật đối với chúng sanh như mẹ thương con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng dạy dỗ dìu dắt, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Niệm đức bi của Phật là nếu chúng sanh nào dạy chẳng nghe, làm điều ác để phải tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ lại thương xót không cùng. Niệm đức hỷ của Phật là thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Niệm đức xả của Phật là chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền chăng, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu cho cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời mà chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái.
Cho nên niệm Phật là phải biết đại đức của chư Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài, đó là từ bi hỷ xả. Phật từ bi độ chúng nhân, giặc là lực kinh giải gấp tinh tương. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Nhớ từ bi hay chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Mà các chư Phật không khi nào gánh tâm từ bi dặn nhớ chúng sanh. Bởi vì Phật là tả đục hữu sông, sang Tây cứu thế, sang Đông độ đời. Tu không giúp đỡ thôn lăng chữ tu, ấy có ai cần làm chi? Nhủ phiên tất cả tăng ni, cho nên yểm thế hãy đi độ đời. Nên người hiểu được câu Phật hiệu rồi thì giữa mình và Phật chỉ có một thôi. Phật từ bi hỷ xả thì mình có từ bi hỷ xả. Phật là đấng giác ngộ, mà giác ngộ tức là ngài đã buông bỏ được tham sân si. Sát thân này nhất định gã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Thôi thì hãy sớm quy y đường về cửa Phật mới không còn tử sanh. Hở ai kia dân còn lên đền trên biển mê, hãy sớm quay về nương cõi Bồ Đề, tìm về nêu giác phát tâm tu niệm cho đời ta sướng vui. Bị khi mình phát tâm tu niệm cho đời ta sướng vui, tức là tâm mình là cực lạc rồi. Bởi vì chứ cực là cùng tột, chứ lạc là vui. Khi tâm mình an lạc thanh tịnh thì ngay lúc đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Thì hôm nay cái buổi nói chuyện này là Phước Nghiêm nói về cách niệm Phật, áp dụng vào câu niệm Phật để thấy được tâm mình, và niệm thế nào để cho nó thành tựu, niệm thế nào cho được kết quả, niệm thế nào cho được đúng cách. Xin thưa quý vị, trong khi mình niệm Phật hoàn toàn là thả lỏng hết tất cả tư tưởng nha, không có trụ chấp và cũng không có đặt ý niệm mình trên đỉnh đầu hay là ở đâu hết, mà chúng ta chỉ quan tâm nhớ câu Phật hiệu. Và khi mình niệm Phật là để cho tâm mình nó được an, an chí mình nó được sáng, lòng mình nó an lạc. Chứ không phải niệm Phật là để thấy hào quang ánh sáng, hay là được sức thần, được lơ lửng, hay là đi về cảnh giới gì. Cái điều đó là giọng đắc nghe của bác em. Nhớ cái điều đó, chúng ta nên làm sao niệm Phật để dẹp được cái lòng tà, để mà mình buông bỏ tham sân si. Cũng như trong kinh Đức Phật cho biết là mình làm được ba cái việc phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự là sư trưởng, từ tâm bất sát, rồi là tinh nhân quả, rồi là mình đó là đọc kinh Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm chân chân. Thì những cái điều đó là niệm Phật như thể trồng cây vậy đó. Dùng phân tứ nước thì cây đâm chồi, ai mà niệm Phật thả trôi như cây mới bén mà mình nhổ lên. Gần đây nơi cõi Tây Phương nhiều bông đã xếp thành tòa, sen tươi nguyên nhân ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, ở trên có một dàn mây bay vào, tâm thanh sen được tư màu mà khởi tâm trọng trượt, sen xào héo ngay. Cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương thế giới nghe gền như chuông. Nếu ai trì chí niệm luôn, qua sen thất bảo tròn vuông nở phình. Nếu ai trì giới chẳng dình, qua sen kia lại thình lình héo ngay. Mà gái trai lớn nhỏ ăn cằn chùa lao dạng mặt thì gần thánh tiên. Tây phương đua nở qua liên, chờ người hữu phước mà thiện duyên từ hòa. Cho nên thầy nói ao sen báo, Tây phương đua nở mà chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Hết qua sen này nở thì đến qua sen tức là kia nở. Mà thời mạt pháp là thời kỳ đại sát, lực tu hành đâu khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật rước đưa đón về. Ngày nay một xá một quỳ, ngày sau được ngự liên trì muôn thu. Niệm một niệm tức là niệm một niệm Phật là bù mười lại giàu, niệm một tiếng Phật là Phật trao mười lời. Kìa đời ơ là hở đời ơ, được Phật ăn xá sau đời không tu. Hạ quân chờ Phật xả tu, niệm một tiếng Phật là Phật bù mười câu. Lãi một lãi là bù mừ lãi giàu, niệm một tiếng Phật Phật trao từ mười lời. Kìa đời ơi là hở đời ơi, được Phật ăn xá sau đời không tu.
Mà Đức Phật xưa có lời phát thề: chúng sanh trong cảnh giới ta bà, nếu ai chỉ niệm Di Đà, lâm chung Phật ước về mà tòa sen. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chi thành. Chỉ cần một niệm chọn lành cũng là được Phật thăng hành đến nơi. Đó, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, Bất Lao Đàn chỉ đáo Tây Phương, một niệm nhất tâm không tưởng khác, khỏi nhập móng tay đến Phật Đàn, kiếp nương theo trực chỉ Tây Phương, đến cực lạc tìm nơi an dưỡng. Mà Đức Thầy đã cho biết là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lụng dầu mòn, mà thân tứ đại của người cũng thế, thì mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mơ hôi muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mắc, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hưởng hờ, chừng quả đến e cho kho chánh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, gán phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác ước đưa sanh chung, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, gán tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thân thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơ, biển hồng chẳng lau lý diệu dơ, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt, thăng hôi tanh mũi gùi, đón rước thêm nhọt u ghẹ lát phong cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trượt ta xin kể trước. Đó, dài lắm của bác em ơi, có dịp nào Phước Nghiêm diễn tả hết cho tất cả quý vị là cái đời ngũ trượt và cõi tịnh độ thì lắm điều thanh nhã mà khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn. Rồi diễn về Tây Phương Cực Lạc, cũng như là diễn về cảnh giới Đức Phật A Di Đà mà chúng ta phát nguyện tu, có đầy đủ tính nguyện hạnh, tin sâu nguyện đó là thiết hành chiên, thật gì sinh tử pháp bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu để trừ trì danh hiệu Phật. Đó, có tin rồi mình có nguyện có hành thì đời này mình đủ điều kiện để giảng sanh về Tây Phương. Mà thầy đã thọ ký là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Chúng ta xin dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy và lễ kính Sư Minh Tuệ.